đây các bạn. Mình tên Nguyễn Thị Tuyết Ngân, là bí thư chi đoàn khu phố chợ, đoàn phường Lễ Thiêu, sống và làm việc tại thành phố Thuận An. Nghĩa tình thân thương này đều sẽ biết đến một nơi, đó là chiều bà Thiên Hậu, hay còn gọi là Thiên Hậu Cung. Chiều bà Thiên Hậu mang kiến trúc Lĩnh Nam, Quảng Đông, do ngày xưa người Quảng Đông ở nơi đây đông, nên khi xây dựng thì lấy theo phong tục kiến trúc và phong tục thờ cúng của người Quảng Đông. Trong chùa thì có một chuông đồng khá lớn khắc niên hiệu Đồng Trị năm thứ 9, thể hiện cho sự lâu đời của ngôi chùa này. Và đây cũng là nơi diễn ra các phong tục, nghi lễ, thờ cúng trong lễ hội. Tương truyền, Thiên Hậu Thánh Mẫu tên là Lâm My Châu, con gái của một ngư phủ sinh sống ở Phúc Kiến vào thời nhà Tống. Bà vốn có tánh linh. Một hôm, cha và hai người anh bà đi đánh cá ngoài biển, chẳng may gặp biển động, thuyền bị chìm. Vào lúc ấy thì bà đang ngồi dệt lụa ở nhà, bỗng nhiên nhắm nghiền mắt lại và đưa tay ra trước với dáng điệu như cố níu giữ một vật gì đó. Người mẹ trông thấy vậy vội lay gọi bà, sau khi thu tay lại ngước mắt cho mẹ biết cha đã chết, chỉ cứu được hai anh trai. Dân chúng trong vùng biết được việc này nên đã đem lòng tín ngưỡng. Từ đó mỗi khi ra biển, họ thường đến xin bà phù hộ lên đường bình an. Đến năm 27 tuổi thì bà mất và được vua Tống sắc phong là Thiên Hậu Thánh Mẫu. Người Hoa ở Lễ Thiêu thờ Thiên Hậu Thánh Mẫu như một vị thần biển, luôn phù hộ cho những người đi biển bình an. Sau khi định cư, không còn yếu tố biển, người Hoa lại xem Thiên Hậu như phúc thần, trấn an và nâng đỡ tinh thần họ vượt qua những khó khăn của cuộc sống ở vùng đất mới. Hiện nay, người Hoa tin rằng cũng chính Thiên Hậu đã phù hộ họ trong công việc kinh doanh, sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Các hình thức lì xì, vay tiền, nghi thức khai ấn là một phương pháp để tạo dựng niềm tin và sự trợ giúp của thần thánh trong công việc làm ăn. Lễ hội được tổ chức vào ngày rằm tháng giêng, đây là thời điểm khởi đầu năm mới. Người dân có tâm lý tìm đến tao nơi tâm linh để được hỗ trợ về mặt tinh thần. Lễ hội được diễn ra như sau: nghi thức cúng bà, đấu giá lồng đèn, người dân cúng bà và xin lộc, và long trọng nhất là rước kiệu bà. Sau khi làm lễ cúng long trọng, người dân rước kiệu bà, bên trong đựng sắc phong, đi vòng quanh khu vực chợ Lễ Thiêu. Dẫn đầu đoàn cộ bà là đoàn Hậu, theo sau là một đoàn thanh niên làm nhiệm vụ mở đường, mang cờ hiệu, kiếm và thanh long đao. Tiếp đó là các đội lân vừa múa vừa đấu võ rầm rộ. Theo sau là đoàn xe hoa và các thiếu nữ gánh hoa vải đủ màu sắc. Nói bước ra là các đội nhạc, kèn, sáo, phèn la vừa đi vừa tấu nhạc. Sau đó là kiệu bà, trước kiệu là hai án hương lớn nghi ngút. Theo sát kiệu là ban quý tế có nhiệm vụ đổi các nén hương cháy dở lấy từ án hương cho người dân xung quanh. Người nhận coi như lộc của bà đem về nhà cắm vào lư hương thần tài, cầu mong tiền tài và bình an. Theo sau là hàng đàn lân sư rồng lũ lượt đánh trống, nhảy múa, cờ xí rợp trời, tiếng trống tưng bừng rộn rã. Cuối cùng là đoàn khách thập phương cùng dự hội, diễu hành qua các con đường được trang trí rực rỡ, đèn hoa. Lễ vía bà Thiên Hậu được xem là lễ hội lớn nhất hàng năm tại chùa bà Lễ Thiêu, không còn gói gọn trong tín ngưỡng của người Hoa. Lễ hội đã trở thành nét sinh hoạt tín ngưỡng đặc sắc của cộng đồng dân cư tại địa phương. Từ nghi thức cúng bà, tục lệ đấu giá lồng đèn, đến lễ hội rước kiệu bà long trọng, cùng với tiếng trống lân rình rang, những nén hương cháy dở, những bàn hương án trước nhà nơi đoàn rước kiệu bà đi qua, cho thấy niềm tin của người dân nơi đây cũng như mong muốn duy trì những tín ngưỡng dân gian đặc trưng. Thông qua việc thờ cúng bà, các gia đình gốc Hoa giáo dục con cháu về lòng hiếu thuận, đức nhân hậu, sống có đạo nghĩa, đồng thời cầu mong bà phù hộ gia đình bình an và mọi việc làm ăn đều thuận lợi. Lễ hội rằm tháng giêng tại các chùa trên địa bàn tỉnh Bình Dương nói chung riêng đã thể hiện chủ trương của Đảng, nhà nước ta về sự tự do tín ngưỡng tôn giáo, đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời qua lễ hội đã góp phần tạo điểm nhấn thu hút khách thập phương đến tham quan, thưởng lãm tại các địa phương trên địa bàn tỉnh.